chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về đàn heo con của mình đang trong thời kỳ bú sữa nha các bạn ơi. Đàn heo con mình hôm nay là được khoảng 12 ngày tuổi nha các bạn. Mình cũng đã thiến nó xong rồi, mình cũng sắp lành rồi nha các bạn ơi. Mình là chăn nuôi ếch nè các bạn ơi, thì các bạn nào có mà cùng chăn nuôi heo với mình, có muốn chia sẻ gì với mình thì các bạn cứ comment ở dưới video của mình nha các bạn. Đây heo con của mình thì được 10 con, bài này mình được 10 con các bạn ơi. Về giống heo thì mình phối giống nha các bạn, nghĩa là mình phối bằng tinh nha các bạn ơi. Cái này mình tự nuôi heo nái rồi đẻ ra heo con, rồi mình cũng nuôi heo thịt luôn nha các bạn. Hôm nay thì mình làm clip này thì chia sẻ cho mọi người cùng xem, thì ai có mà cùng chung nghề với mình đó thì comment dưới video để mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau nha. Khi đàn heo con mình nó đẻ được khoảng 5 đến 6 ngày tuổi đó các bạn, thì mình bắt đầu tập cho nó ăn dần dần các bạn. Mua thức ăn đậm sữa dùng cho heo con đó các bạn, mình tập cho nó dần dần. Rồi khi tới ngày mình cắt sữa nó thì con heo con mình bắt đầu nó ăn mạnh rồi, nó mất sức nha các bạn. Các bạn cũng nhớ chích thuốc định kỳ cho heo con các bạn ơi, nhất là về thuốc ngừa đó các bạn. Thì nó có ngừa mà ba thứ bệnh các bạn, phó thiên hàng, dịch tả, là bệnh huyết trùng các bạn. Các bạn nhớ chích nó đủ liều nha. Thì khi mình chích đủ liều thì con heo mình nó cũng mà bị bệnh. Khi heo con mình nó đẻ ra, mới đẻ ra đó, mình tranh thủ mình cho heo con bú nó được càng sớm càng tốt nha các bạn. Tốt nhất là trong vòng 24 giờ là sữa mẹ nó rất là tốt, sữa mẹ nó có nhiều chất đề kháng cho heo con. Thì mình cho bú sớm thì con heo mình nó có đầy đủ chất đề kháng của con heo mẹ đó, thì nó cũng chống lại bệnh tật, nó sẽ dễ dãi. Bye.
Đây mình đang cho lũ nhóc nó ăn nè các bạn ơi. Các bạn xem nè, con mẹ nó ăn chưa rồi nè, nó đầu đầu bú rồi nè các bạn. Đó, chưa ăn xong nữa đầu bú. Nè xem, nè xem nè, nó đầu bú nè, đứng nút rồi nè, nè thấy không, nó đang lói ôm sầm luôn. Đó, mẹ đang chưa rồi, con thì đu nút gì nè, thấy khổ chưa? Thấy khổ chưa, thấy khổ chưa? Là mẹ thấy khổ chưa? Mười mấy đứa con nha nhút, ăn chưa xong nữa là nó đòi bú rồi. Em nhanh đi nãy ơi, cho nó bú nãy ơi, nó đói dữ lắm rồi nãy ơi. Nó đói lắm rồi, nó khát sữa lắm rồi nãy ơi. Mặt mày nó buồn hiu rồi nè, thấy chưa, những cái mặt nó buồn hiu rồi nè, thấy chưa. Đó, nó ngơ ngác luôn nè. Đó các bạn, mình dục giả lao vô cho nó lao chuồng, cái đầu nó quay qua nó cắn giả lao nè các bạn. Nó quên đòi bú luôn nè các bạn. Đó, thấy chưa? Dục giả lao vô cho nó lao chuồng, cho nó tự lao chuồng, nó tự lo luôn các bạn ơi. Nó quay lại nó phá nè các bạn thấy không? Đó. Nó quên đồ bú luôn. Tranh thủ ăn nhanh nhanh đi nãy ơi, một hồi nó quay lại đồ bú nè nãy ơi. Xem tụi nhóc đòi bú nè các bạn, thấy nó xấu chưa? Đòi bú la lối ôm sần luôn các bạn ơi. Đó. Quá xấu luôn.